chồng cũ của Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới. Khoảnh khắc chồng cũ Ngọc Lan sánh vai bên cô gái xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Thanh Bình tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Anh hạn chế chia sẻ câu chuyện đời tư lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải tấm hình cưới khiến dân tình ngỡ ngàng. Anh bảnh bao trong bộ vest đen, tay cầm hoa cưới, nở nụ cười rạng rỡ bên người ấy. Cô dâu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng tựa nàng thơ. Thanh Bình viết, cái kết đẹp cho chàng trai khuyết tật Bách Trung. Tưởng rằng nam diễn viên khoe ảnh cưới ngoài đời thật, nhưng thực chất đây chỉ là vai diễn trong bộ phim mới mà thôi. Người con gái trong bức ảnh là bạn diễn của anh trong phim. Dân tình được phen mừng hụt. Phía dưới bài viết, khán giả để lại bình luận như: đẹp đâu quá nè, phim giả tình thật đi anh ơi. Nhìn qua tưởng cưới thật luôn á, quá trời đẹp đâu luôn. Tàu đẩy thuyền cặp đôi này nha, nhìn xứng đôi quá. Cô dâu chú rể nhìn hợp lắm luôn nè, ước thành sự thật. Thời điểm ly hôn, anh cho rằng khi tình yêu không còn được như lúc ban đầu thì tiếng nói chung trong hôn nhân sẽ không còn và dễ dẫn đến mâu thuẫn. Như vậy thì ly hôn chính là giải pháp có thể mang đến hạnh phúc cho cả hai. Nam diễn viên cũng khẳng định ly hôn là điều không ai mong muốn. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, bản thân anh không chỉ cảm thấy có lỗi với đối phương mà thậm chí thấy có lỗi với những người mà anh từng hứa sẽ sống hạnh phúc. Anh biết sau mỗi cuộc chia tay đều để lại những vết thương hằn sâu trong trái tim mỗi người, và ai cũng có những nỗi lòng muốn được bày tỏ. Sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, cùng hỗ trợ nhau nuôi dạy con trai. Nam em bất ngờ livestream bán quần áo. Kể từ sau lộ quần áo không hay, nam em dừng lại một hoạt động liên quan đến giải trí. Nữ người mẫu chọn về quê sống cùng bạn trai và trợ lý. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật khoảnh khắc đời thường để tương tác với người hâm mộ. Mới đây, nam em gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trưng bày gian hàng quần áo cũ đã từng sử dụng. Mỹ nhân gốc Tiền Giang không ngừng kêu gọi mọi người đến quẹo lừa, thanh lý nốt chỗ đồ cũ này giúp mình. Khi nhận về những câu hỏi về giá của từng bộ trang phục, nam em thẳng thắn cho biết sẽ tặng miễn phí cho những trường hợp không có đủ điều kiện để mua. Hành động này của nam em khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, bởi họ không nghĩ rằng sẽ có một ngày nam em thanh lý những món đồ giá trị thế này. Đoạn clip nhanh chóng nhận về sự quan tâm cộng đồng mạng, ai nấy cũng bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh hiện tại của nam em, bởi trước kia cô từng được biết đến là một trong những mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt. Thế nhưng, kể từ khi bỏ phố về quê, nam em như một người hoàn toàn khác lạ, không xa hoa và lộng lẫy như những lần xuất hiện tại sự kiện. Bên cạnh hình ảnh buông gánh bán bưng, cư dân mạng còn bày tỏ sự xót xa trước nhan sắc có phần xuống đi của nam em. Trong clip có thể thấy, nam em tiều tụy hơn trước rất nhiều, không còn quá chỉnh chu về phần tóc tai hay make up. Thương chứ không ghét cô gái này được, gặp biến cố mà không vượt qua được, tự dưng mình lại thấy đáng thương hơn đáng trách. Coi clip này tự dưng thấy thương bả. Đó là bình luận cư dân mạng về nam em. Trước đó nam em cũng gây xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc bạn trai bán thịt lợn. Trong clip, Bùi Hữu Cường diễn trang phục đơn giản, đi dép lê và thể hiện loạt động tác bán hàng thoăn thoắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.